Thưa quý vị và các bạn, hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có gần 30 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nhiều cơ sở doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Với nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay nhiều cơ sở đã hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường. Phóng sự được thực hiện nhân ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6. Năm 2018 là cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quyết định số 64 của Thủ tướng Chính phủ, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Đông Đô, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đối mặt với những vấn đề về ô nhiễm môi trường không khí, nước. Sau khi đưa vào danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, chỉ sau một năm, đến năm 2019, công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đến nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đã được khắc phục đáng kể. Trước đây khi mà chưa xây dựng hệ thống thì ở đây là mình có cái hệ thống xử lý nước thải truyền thống là ba ngăn và xử lý bằng các cái hóa chất. Bây giờ thì có cái công nghệ thì định kỳ là các cái đơn vị tư vấn cũng như xây dựng người ta về hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải theo quy định. Chúng ta giảm thiểu môi trường là càng rõ rệt. Tương tự, nhiều năm nay, làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh và làng nghề tái chế chì Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm đã đưa hoạt động sản xuất của làng nghề ra khu sản xuất tập trung ngoài khu dân cư. Với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp các ngành, địa phương, nhiều cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được xử lý giảm thiểu ô nhiễm. Nhiều bãi rác đã bị đóng cửa. Theo tổng hợp của ngành chuyên môn, đến nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có trên 23 cơ sở bị đưa vào danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong đó có 15 cơ sở y tế, 6 bãi chứa rác thải, 1 trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục là phát hiện sớm các cơ sở gây ô nhiễm và các đơn vị mà có các cái công trình nhưng mà cái hoạt động và cái xả thải nó chưa đạt được quy chuẩn môi trường thì chúng tôi phối hợp cùng với các doanh nghiệp để tìm nguyên nhân và sớm khắc phục, kiên quyết là các cái đơn vị mà không có công trình mà gây ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục đình chỉ để tập trung vào xử lý đến nào khi nào xong. Mục tiêu đến năm 2021, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đòi hỏi sự tập trung, quyết liệt trong công tác quản lý, kiểm soát nguồn thải. Với việc đưa chất lượng nước thải sau xử lý của các cơ sở sản xuất kinh doanh lên loại A của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải kết hợp với quy chuẩn địa phương sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp, người dân, làm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường.